con coi lại con đi. Từ lúc mà con về làm dâu nhà này, con đã nấu được bao nhiêu bữa ăn trong cái gia đình này. Lấy chồng rồi thì phải nhập gia tùy tục, chứ không phải là nói ra một tiếng trả lời một tiếng. Bây giờ con đi đâu? Mẹ con đi chơi. Bây giờ mẹ không có cho con đi đâu hết á. Ba mẹ con không có dạy con hay sao? Nói chuyện với người lớn mà trả treo. Người lớn nói là phải biết lắng nghe. Ba mẹ con dạy con kỹ lắm, giáo dục con tốt lắm. Nếu con phải là người tốt á, chắc mẹ cũng không cưới con về làm dâu đâu. Đi ra khỏi nhà tôi đi. Tôi không thể nào chấp nhận nó con dâu như vậy. Anh ơi. Ờ, anh xuống liền. Xuống hộ em coi, nhanh lên. Rồi rồi. Mẹ em đi chỉnh chảnh lâu vậy? Trời ơi, dọn dẹp đồ của em á. Em mua đồ gì đâu, nhiều quá trời không biết nữa. Có ba cái chén. À, kiểu này á, chắc phải mua thêm cái tủ mới đủ cho em chắc đồ quá. Hàng quá à. Lúc em mua sao không cản. Nhanh 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 nhanh. Mẹ về thấy chưa có gì mẹ la chết. Dạ con thưa mẹ. Ủa mẹ, sao hôm nay mày về sớm quá vậy? À hôm nay thứ bảy ít tiết. Ờ mà hai đứa làm gì vậy? Dạ đây. Đi con xuống đi, tụi con đã dọn sẵn đồ ăn đó. Đồ ăn gì vậy? Dạ đồ ăn con mua ở ngoài á mẹ. Mẹ ăn thử coi ngon lắm. Tại sao ở nhà không nấu cơm? Thì con thấy ăn cơm hoài nhiều khi con sợ là mẹ ngán. Cái hôm nay mình đổi khẩu vị cho nó lạ miệng. Mẹ ăn thử đi. À, dạ đúng rồi mẹ. Với lại tụi con cũng mới đi làm về nên cũng hơi mệt, nên cũng không có thời gian đi ra chợ mua nữa. Không có thời gian? Con nghĩ mẹ không biết hả? Dùng thời gian của tụi con để đi mua sắm. Những cái lúc đến bữa ăn con la con thèm ăn phở ăn nịn kia, nó phải chở con đi ăn. Rồi đến lúc mà con la con thèm đi ăn nhà hàng, nó cũng chịu nó chở con đi ăn nhà hàng. Con coi lại con đi. Từ lúc mà con về làm dâu nhà này, con đã nấu được bao nhiêu bữa ăn trong cái gia đình này. Mẹ ơi, không phải như vậy đâu mẹ. Tại vì hôm nay con thèm ăn món này nên con mới kêu Ngọc đi mua đó, chứ không phải ý của Ngọc đâu mẹ. Con thấy những cái món này sao? Những cái món này ăn có tốt hay không? Mà tại sao con cứ đi mua hoài vậy? Có cái bữa cơm trong gia đình con làm dâu mà con cũng không làm được nữa. Dạ dễ mà mẹ. Mẹ không thích ăn cái này đúng không? Rồi mẹ chờ con chút xíu đi, con xuống bếp con nấu cơm cho mẹ ăn. Dạ. Ha, mẹ muốn ăn món gì? Thôi khỏi đi, hai đứa tự muốn ăn cái gì thì ăn đi, đừng có đếm xỉa tới bà già này nữa. Thôi mà mẹ, mày đừng có giận nữa. Không ấy mẹ ăn đỡ món này đi, rồi tối cái mình làm lẩu tôm cho mẹ ăn ha. Món lẩu tôm mẹ thích ăn nha. Con đừng có chiều nó quá. Mẹ muốn tốt cho hai đứa mẹ mới la. Nghe là nghe, không nghe thì thôi. Mẹ, thôi mẹ con đi. Con đứng lại. Dạ. Con ăn mặc cái kiểu gì mà không có kín đáo vậy? Dạ con hả? Ủa dạ mẹ ơi, bạn của con á, nhiều khi có đứa hai ba đứa con rồi mà nó vẫn mặc vậy ha. Thật ra thì con nghĩ là mặc thì đẹp với lại nó hợp thôi, chứ đâu có ai quy định là có chồng rồi thì ăn mặc khác đâu mẹ. Ý con nói con ăn mặc đúng thời trang đúng không? Phù hợp với con đúng không? Rồi con nói mẹ là cổ hủ, lỗi thời, phong kiến đúng không? Dạ con không có ý đó. Bây giờ con đi đâu? Dạ con đi chơi. Hở chút xíu là con tót ra con chơi ở ngoài đường là sao? Con là con dâu trưởng ở trong nhà là con phải có trách nhiệm chứ. Phải lo bàn thờ, cúng kiến với gia đình. Nếu mà con biết làm con nói mẹ chỉ con làm. Dạ con có trách nhiệm mà. Là hôm nay đâu có ngày cúng kiến gì đâu mẹ. À còn mẹ muốn chỉ con thì tuần sau đi. Tuần này con bận rồi. Thí dụ bây giờ chưa có cúng kiến, nhưng mà phải học cái cách làm để đến ngày giỗ quải để mà hai đứa còn biết làm. Mẹ, cho con nêu quan điểm cá nhân của con xí nha. Con nghĩ á là lấy chồng á là con với chồng con cùng nhau xây dựng tổ ấm, nhưng mà mình vẫn phải tôn trọng cuộc sống cá nhân của mỗi người, chứ không phải lấy chồng là giống như là mình bị nhốt trong một cái lồng vậy mẹ, rồi ai cũng cảm thấy áp bức khó chịu hết. Ý con nói cái nhà này là giống như cái lồng giam đúng không? Sao mẹ không bao giờ hiểu đúng ý con hết? Con không có ý như vậy. Bây giờ mẹ không có cho con đi đâu hết á. Con ở nhà cho mẹ. Sao con trừng mắt với mẹ vậy? Dạ không, tại con ngạc nhiên thôi. Con đã xin phép mẹ rồi, con cũng đã có hẹn rồi. Chắc bây giờ tới giờ rồi con đi. Còn có cái gì thì tuần sau mình nói tiếp nha mẹ. À thưa mẹ con đi. Cái con này,
nói một tiếng là cãi một tiếng hả? Không có phép tắc gì hết. Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Có chuyện gì? Con coi lại vợ con đi. Liệu mà dạy bảo lại nó, bây giờ mẹ nói nó ra một cái là nó trả lời cho mẹ ngang hàng như là bạn nó vậy đó. Mẹ, bạn đâu mà bạn, thì cô xem mẹ như là mẹ chồng mà. Với lại á, mẹ cũng biết tính của Ngọc rồi, cô ấy không bao giờ trở thành kiểu người phụ nữ truyền thống như mày muốn được đâu. Nếu mà con chiều nó quá đó, là lần sau nó leo lên đầu con nó ngồi đó, con biết không? Đang coi gì vậy? Lướt Facebook thôi mà. Em, khoan, anh có chuyện muốn nói. Cái gì vậy? Mấy ngày sắp tới á, em có thể nào bớt đi chơi được không? Ở nhà hả? Nấu cơm nấu nước cho mẹ vui lòng nha. Anh nghĩ là em đi chơi nhiều lắm hả? Bây giờ là em phải ở nhà giống như thằng con kiến vậy đúng không? Không phải, anh có ngăn cấm em chuyện gì đâu. Chẳng qua là em cũng biết mẹ khó tính mà đúng không? À, vì mẹ khó tính nên bây giờ là em đi làm xong là em phải về nhà rú rú trong nhà, không có được đi gặp ai hết. Em phải làm vậy cho mẹ vừa lòng. Anh không phải, anh không có ý đó. Ý của anh là em ở nhà mấy bữa đi rồi cho mẹ nguôi giận được không? Anh ơi, mẹ sẽ không bao giờ nguôi giận đâu. Dù bây giờ mà em có nhường một bữa thì mẹ cũng sẽ lớn lướt nữa thôi. Một bữa nhường thì 10 bữa khác cũng nhường. Em đã nói từ đầu rồi là em có sống theo những cái gì mà mẹ đặt ra được. Nên á, từ đầu em nói thẳng, có gì em nói đó. Nhưng mà em có biết là anh đang đứng giữa, anh rất là khó xử không? Thì anh đừng có đứng giữa nữa. Anh cứ mặc kệ em với mẹ đi. Tóm lại là em không có thay đổi nguyên tắc sống của em đâu. Trời ơi, mẹ chồng nhà người ta hả? Dẫn con dâu đi chỗ này chỗ nọ, mẹ chồng nhà mình cũng ngày nào nghe chửi hết trơn. Em cũng biết á, mẹ là cô giáo nên tính mẹ hơi quy củ một chút xíu, chứ thật ra là mẹ thương con cái lắm. Em muốn mẹ hiểu em thì em thử đặt mình vào vị trí của mẹ xem sao. Thôi được rồi, được rồi. Tuần sau em sẽ ở nhà được chưa? Mà cái chuyện này, mối quan hệ của em với mẹ có thay đổi hay không tùy thuộc cho mẹ nữa, chứ một mình em cũng không nên cơm cháo gì đâu ạ. Anh biết rồi, cảm ơn em nha. Thôi đi ngủ. Đã dặn con bao nhiêu lần rồi, mấy cái hũ này á là mình đựng ba cái đồ gia vị vô, rồi đẩy kín lại để cho gió đừng có vô, rồi nó ẩm ướt, rồi là kiến này lại bò vô, rồi người ta lấy viết người ta ghi vô nè, cái nào hũ gì của gì người ta ghi vô. Thay vì vậy con đã đặt cái hộp đựng gia vị đa năng rồi. Cái hộp đó nó tiện dụng lắm nha. Cái hộp đó nó dài nè, cái mày dán thẳng vô tường luôn. Cái mà cứ để là nước mắm, nước tương, đường, muối, bột ngọt gì đó, mày để vô cái hộp đó. Mình mà cần á thì mình cứ lấy thôi, đỡ phải đi lấy cái này cái kia cái nọ, đỡ phải lười biếng đó mẹ. Tại sao mà lúc nào cái miệng con mở ra là cũng lười biếng là sao? Phụ nữ chỉ có nấu ăn cho gia đình thôi mà cũng làm không xong thì cũng làm được cái gì? Tối ngày chỉ có đi ra mua đồ quan phí về nhà là. Trời ơi, con có thấy cái đó nó quan phí đâu, nó phục vụ tốt cho nhà thì con mới mua chứ. Thôi thôi, con đừng có biện hộ cái sự lười biếng của con. Mẹ vừa đi dạy mà về mẹ nấu ăn nè, mà mẹ có than tiếng nào đâu. Mẹ cũng hoàn thành cái việc nấu ăn cho gia đình. Dạ đúng rồi, con biết mẹ giỏi. Mà mẹ, bây giờ mình giỏi á, nhưng mà mình không thể nào mà không tiếp thu những cái mới được. Con thấy là suy nghĩ của mẹ là hơi bảo thủ. Ý nói là mẹ cổ hủ hả? Nè, mẹ cổ hủ mà mẹ nuôi được chồng con ăn học thành tài như vậy đó hả? Hai ý đó không liên quan gì tới nhau hết trơn mẹ. Tại sao không liên quan? Ba mẹ con không có dạy con hay sao? Nói chuyện với người lớn mà trả treo. Người lớn nói là phải biết lắng nghe. Dạ thưa mẹ, ba mẹ con dạy con kỹ lắm, giáo dục con tốt lắm. Nếu con phải là người tốt á, chắc mẹ cũng không cưới con về làm dâu đâu. Nhưng mà nhà con khác. Nhà con á tự do, ai cũng có thể nói lên suy nghĩ của mình hết trơn á, không có áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác hết á. Cái suy nghĩ của con là ở gia đình con. Khi mà con lập gia đình về đây rồi, lấy chồng rồi thì phải nhập gia tùy tục, chứ không phải là nói nào một tiếng trả lời một tiếng. Trời ơi, cái chuyện gì mà hai mẹ con lớn tiếng với nhau nữa vậy? Vợ con á suốt ngày đi ra ngoài đường mua đồ quan phí về đây á. Quan phí cái gì? Cái đó phục vụ cho nhà mà quan phí cái gì? Em mua cái hộp đựng gia dụng đa năng đó.
cơ hộp gia dụng đựng đang ăn hả? Mẹ, thật ra là cái đó con mua cho mẹ đó. Tại vì con thấy mẹ vất vả quá nên con học theo mấy anh ở trong công ty á, mua những cái thứ gia dụng đó về cho mẹ đỡ vất vả hơn, chứ cho gia đình mình đỡ vất vả hơn đó mẹ. Thôi con đừng có bệnh vợ con. Mẹ cũng không cần con mua những cái thứ gì về đây đó. Và mẹ nói cho con biết nè, tôi nói cho cô biết nè, bây giờ cái lời nói của mẹ trong cái gia đình này không còn giá trị nữa đúng không? Không phải đâu mẹ. Muốn làm gì thì làm đi. Mẹ. Mẹ. Đây, tôi lau bàn cho. Thôi khỏi. Đưa đi mà. Không, tôi làm được. Thôi mà mẹ, đừng có giận nữa. Vợ con nó con nít lắm, nói năng thì không lựa ý, nhưng mà cô tốt bụng lắm đó mẹ. Vợ con là phải uống nắng để cho nó vô nề nếp. Dạ con biết rồi. Thôi mà mẹ đừng có giận nữa. Với lại mẹ cũng đừng có nghiêm khắc với cổ quá. À, mẹ nhìn cái bàn nè, bây giờ mẹ muốn nó sạch á thì mẹ phải lau nó mỗi ngày đúng không? Còn mẹ muốn thay đổi Ngọc á thì mẹ phải nói nhẹ nhàng từ từ thì cô ấy mới thay đổi được chứ mẹ nha. Hở chút xíu là con binh vợ con hả? Nếu mà vợ con mà không chỉ dạy nó thì làm sao nó biết được những cái gì nó làm sai? Thôi mà cô ấy biết rồi mà mẹ. Rồi bây giờ hai đứa định chừng nào có con? Thì tụi con nha, chưa có ý định có con. Cái gì? Dạ đúng rồi mẹ. Dạ mẹ, vợ chồng con định là 2 năm nữa mới có con á. Hai đứa nay bao nhiêu tuổi rồi mà để 2 năm mới có con? Con còn trẻ, anh Minh cũng còn trẻ. Tụi con định á là lo cho sự nghiệp với lại cho cuộc sống hôn nhân của tụi con trước, khi nào mà ổn định á thì mới có con á mẹ. Vớ vẩn quá, cô đừng có kiếm cớ. Tôi nói cho cô biết nè, nếu như vậy thì thôi ở không đi, đừng có lấy chồng. Lấy làm gì mà để khổ cho người ta. Thôi mà mẹ. Dạ mẹ ơi, cái chuyện mà có con hay không á là tụi con á đã nói chuyện với nhau rồi, lên kế hoạch thống nhất với nhau, chứ con không có quyết định một mình. Và cái chuyện này tụi con á có lý do, tụi con lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, nên con nghĩ á mẹ đừng có can thiệp vô. Đi ra khỏi nhà tôi đi, tôi không thể nào chấp nhận đứa con dâu như vậy. Mẹ, mẹ bình tĩnh lại mẹ. Bình tĩnh cái gì? Dạ con nghe lời mẹ chứ, tại con là con dâu của mẹ mà. Nếu mẹ cảm thấy ở với nhau mà cắn gắn quá thì con xin phép mẹ cho vợ chồng con ra ở riêng. Em cái gì mà em? Sao mẹ quá đáng quá vậy? Hai đứa xuống. Mà nó đi hết rồi có đứa nào ở nhà đâu mà ăn. Nuốt cuộc cũng lủi thủi mình. Ở nhà sung sướng không muốn, nguyên cái cơ ngơi sẵn vậy đó, mà lúc nào nói chuyện với người lớn cũng cãi hả? Để cho nó ra ngoài nó sống á, rồi nó nếm mùi đời, nó nếm cái sự cực khổ. Về đây đó quỳ lại rồi gian sinh, nhớ tới chẳng muốn ăn. Sao mà chóng mặt quá vậy ta? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Những tháng ngày không ai kèm kẹp hết, thoải mái biết là bao nhiêu. Con đảm bảo luôn, con thì ở đây thoải mái, chứ mẹ bên đó là mẹ sẽ buồn chết luôn. Có ai nói chuyện, có ai la rầy đâu. Để coi. Chưa, ăn một mình, lủi thủi một mình. Nhớ tụi con rồi chứ gì. Mẹ. Từ từ thôi mẹ. Mẹ uống ly nước cam cho khỏe nè mẹ. Chắc giờ này vợ con cũng sắp về rồi đó.
Ủa em, bây giờ rồi hả? Bạn có bị đau không hả? Có nhức cơ cái chỗ mà bị gãy xương không? Bác sĩ nói sao anh? Bác sĩ nói là mẹ phải bó bột từ 3 tới 4 tháng nữa. Dữ vậy hả? 2 tuần phải đi tái khám một lần. Cũng hên nha, là vợ con có gắn camera trong nhà mới phát hiện mẹ té, chứ tụi con cũng đâu biết đâu. Ủa, con gắn camera hồi nào mẹ không biết con? À, dạ, thì lúc tụi con đi á, cái tụi con cũng sợ là mẹ ở nhà một mình rồi không biết có chuyện gì không. Thì con mới gắn mà chưa có hỏi ý kiến của mẹ. À, con xin lỗi mẹ nha. Xin lỗi cái gì cũng biết nữa. Nếu mà con không có gắn camera đó là bây giờ cái chân của mẹ là lành ít dữ nhiều. Mẹ phải cảm ơn con dâu mẹ chứ. Ôi mẹ đừng có cảm ơn con. Rồi thật ra là cũng vì con mà mẹ mới ở một mình mà. À anh, thôi mẹ với lại anh ngồi đây nha. Con vô á, con hầm xương cho mẹ uống. Con nghe ở trên mạng nói á, những người mà bị gãy chân á thì hầm canh xương với rau củ uống là có lợi lắm. Ủa, khoan. Em biết nấu luôn á hả? Hay, nấu sao nấu nha. Chứ để mà Tào Tháo rượt cả nhà là chết á. Cái thằng này không biết thì phải tập từ từ là cũng biết. Với lại con á, phải xuống phụ vợ con nấu ăn nha. Chứ không phải là lúc nào cũng để bưng lên cho ăn đâu. Ủa cái gì kỳ vậy? Sao nay thời thế thay đổi rồi? Thay đổi gì? Mẹ con người ta yêu thương nhau từ đó tới giờ. Ủa mẹ. Thật ra là con ít xuống bếp lắm, nên cũng không biết là hầm canh xương làm sao nữa. Mẹ chỉ con nha. Nó cũng dễ thôi, không có gì khó. Con nấu canh xương ha. Trước khi nấu, con luộc sơ đi. Con đổ cái nước dơ nó đi. Xong rồi bắt đầu nó có hơi có bọt chút đó, con vớt cái bọt bỏ đi. 45 phút sau là nó mềm xương ngon. Rồi nhà mình mà mua cái nồi áp suất á con, thì hầm nó mau nữa. Với lại gì nè, cẩn thận nha, phỏng đó. Dạ con biết rồi, mẹ yên tâm đi.